Alo, một, hai, sáu, bảy, alo, một, hai. Rồi, chào các bác nhá, chào mừng các bác quay trở về với Quân Audio. Và tiếp tục video thì buổi trưa ngày hôm nay, nhà em trân trọng gửi đến tất cả bác với một dòng vang số có nâng tiếng nhạc với hiệu chim én. Giống như các bác đã từng biết thì cái hiệu Martin cánh én không còn xa lạ gì với tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì cũng có một cái dòng vang đến từ thương hiệu, đến từ Anh Quốc nhá. Con chim én, đấy, mã là VIP 3 cộng này. Đấy, mã là VIP 3 cộng này. Đây một dòng vang thương hiệu đến từ Anh Quốc và có nâng tiếng cực kỳ hay. Và mức giá ngày hôm nay của nó thì cũng rất hợp lý thôi. Bởi vì cái lô này thì em mua được có mấy chiếc thôi. Đấy, có 6 chiếc VIP 3 cộng này thôi. Lên video để cho các bác tham khảo nhá. Và đầu video bác bỏ ra 1-2 giây ủng hộ trên nút like nhá. Và nhớ đăng ký kênh đổi phía dưới với em nhá. Em sẽ thử giới thiệu qua một chút về cái hình thức cũng như là mặt đằng trước, mặt đằng sau. Rồi em sẽ giới thiệu qua xong em báo giá luôn để cho các bác tham khảo này. Đây, đằng trước chúng ta có 3 rác cắm mic này. Đây là hàng vang bãi nha các bác nhá. Vang bãi thì nó không thể nào nó tránh khỏi các cái vết xước nhỏ như thế này. Thì cái chuyện này là chuyện rất bình thường nhá. Còn tổng thể con vang này em nói các bác, con vang này tổng thể quá đẹp luôn. Vang bãi mà được như này là còn quá đẹp luôn. Được chưa? Đấy. 3 rác cắm mic đằng trước này. Bên này chúng ta có các phím chức năng để chúng ta chỉnh cái con vang này. Được chưa? Em đã có những video hướng dẫn chỉnh cho các bác cái tần số của cái con vang này rồi. Đấy. Và các bác nào mà muốn video hướng dẫn thì em có thể là gửi cho bác xem. Đây. Con này thì nó có cái phần music BBE này. Đây, cái cam này em quay nó hơi cao. Đây, quay thấp cho các bác nhìn kỹ hơn này, được chưa? Music BBE này nó là phần nâng tiếng nhạc này. Nâng tiếng nhạc này thì là nó sẽ chủ động nâng tiếng cho mình. Đấy. Và tất cả các phần effect, mix rồi music em đã chỉnh sẵn ngon lành cho các bác rồi. Là các bác về là 80% em dám khẳng định các bác là sử dụng được luôn nhá. Bên này có phím chức năng cơ bản đó là effect to nhỏ, mic to nhỏ. Đấy, và đây là nhạc to nhỏ này. Nhạc cực hay luôn. Chưa? Quá hay luôn. Đấy. Đằng sau đây, các bác đằng sau chúng ta có AUX, AU này, đường này đường center, đường loa lời này, đường sub này và đây là hai đường AU chính này. Hai cái đường MR, MNL này các bác cắm xuống cục đẩy hoặc âm ly cho em nhá. Và bao giờ các bác mua vàng thì em sẽ tặng kèm cho bác, nếu dùng âm ly em tặng kèm dây âm ly, nếu mà dùng cục đẩy em tặng kèm dây cục đẩy. Đấy. Còn bên này là ba đường tín hiệu đầu vào BGM, AUX và TV. Em sẽ để tín hiệu đầu vào auto, tức là các bác cắm lỗ nào cũng được. Đấy, ngoài ra thì nó có cái đường R và L này, DVD này, input vào bằng calon này, được chưa? Còn hai đường mic 4, mic 5 là cái đường jack 6 ly này, các bác cắm ở đằng sau được luôn. Đấy, cắm đằng sau được luôn. Con này thì sử dụng một cái chiếc nguồn auto volt, tức là điện yếu các bác vẫn sử dụng bình thường cho em nhá. Đấy, tất cả các con dơ le này đến từ Nhật Bản này. Đấy, được chưa? Chip thì em nói luôn các bác là những cái dòng vang như thế này thì chip nó đã bị xóa rồi. Đấy, hàng bãi nguyên bụi bãi luôn các bác nhìn này. Nguyên bụi bãi luôn. Đấy, em mới chỉ gọi là về bỏ ra thôi, lên video cho các bác luôn. Tổng thể nguyên bụi bãi mà nó còn đẹp như này thì các bác phải hiểu là cái dòng vang này, cái lô vang này nó rất là đẹp rồi. Đấy, rất đẹp rồi nhá. Ngày hôm nay thì mức giá cực kỳ hợp lý cho tất cả các bác nhá. Em báo giá luôn để cho các bác tham khảo ngày hôm nay. Những chiếc vang này ngày hôm nay cửa hàng em cung cấp cho bác mức giá cực kỳ hợp lý, một chiếc vang đến từ Anh Quốc với thương hiệu đến từ Anh Quốc. Đấy. Với mức giá là 1.400.000 đồng một chiếc. 1.400.000 đồng một chiếc. Đây, alo tiếng mic cho bác nghe luôn nhá. Cực kỳ hay, tiếng con này thì không có gì để chê rồi. Alo. Đây, mic to nhỏ này. Alo. 1 2 6 7 lơ. Đây, effect nhỏ đi này, tiếng mic mộc này. Lơ. 1 2 6 7 lơ. Đấy, lên này. Lơ. Echo reverb rất hay luôn. Được chưa? 1.400.000 đồng một chiếc. Bên em sẽ miễn phí ship toàn quốc, tặng dây kết nối âm ly hoặc dây kết nối cục đẩy cho các bác nhá. Các bác chỉ cần nhắn tin cho em qua số điện thoại 0982838695. Chốt vàng VIP 3 cộng cho em thôi. Đây, mã của nó VIP 3 cộng con này. Đấy. Các bác chỉ cần nhắn tin cho em chốt vàng VIP 3 cộng cho em nhá. Là em sẽ chủ động lên đơn cho bác. Và nếu như dùng đẩy dùng âm ly các bác báo cáo em là em sẽ tặng kèm dây cho bác luôn, tặng dây ca lông để cho bác về kết nối. Được chưa? Đấy, số lượng thì em chỉ có mấy chiếc thôi. Cho nên là bác nào thực sự mà yêu thích thì nhanh tay liên hệ cho bên em để cùng đặt hàng dòng sản phẩm này. Mức giá 1.400.000 đồng em thật các bác, không tội gì các bác phải chơi mấy cái dòng vang cơ trôi nổi thị trường, nó thật các bác. Cái gì cổng quang bluetooth, nó thật các bác, không giải quyết vấn đề gì cả. Đấy, cái dòng này thì các bác chơi thì quá yên tâm rồi. Đây, em sẽ thử test cho các bác một chút karaoke nhá. Karaoke để cho các bác có thể tham khảo được về cái chất nhạc cũng như là cái chất mic khi mà test chúng ta hát chung với nhau thì nó sẽ ra tín hiệu như thế nào. Thì đây cho bác nghe thử này, tiếng cực kỳ hay luôn các bác nhá. Đấy, chống hú rất tốt mấy nha. Con này là chống hú là 6 cấp độ luôn. Đây này. Đấy, feedback này. Đấy, 6 cấp độ của feedback luôn. Nhưng mà em còn không bật chống hú luôn.
Theo năm tháng hoài mong thư gửi đi mấy lần, đời hồi ấm chưa thấy. Em mới nhớ rằng đây còn có anh đêm ngày, hằng thương nhớ với đây. Để mic dây này. Một hai. Toàn những lời chán chưa còn hơn gió hơn mưa. Mỗi tuần một lần thứ kể nghe chuyện sương gió, kể nghe niềm ước mơ. Nhưng nay vắng hồi thứ thế là em hững hờ, hoặc là em không nhớ. Anh đâu khác người xưa, ngày lần đêm mong mong chờ tình yêu nói sao vừa. Alo 1 2 6 7 lơ lơ 1 2 lơ. Đấy, em quay trực tiếp vào điện thoại luôn để cho các bác có thể tham khảo được. Vang vọng các thứ, mic miếc các thứ là hầu như là em quay trực tiếp điện thoại luôn. Tất cả chất lượng âm thanh nó như thế nào thì nó hiện rõ hết lên trên cái video này ngày hôm nay. Và cũng thông báo lại các bác là ngày hôm nay em chỉ có cho là 2, 4, 6 chiếc nhá. 6 chiếc vang hiệu Me và Wimi con chim én này. Đấy, đến từ Anh Quốc này. Mã là VIP 3 cộng nhá, giá 1.400.000 đồng, cực kỳ hợp lý. Bác nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em hoặc nhắn tin chốt vang VIP 3 cộng cho em nhá. Số điện thoại 0982838665. Rồi xin chào các bác trong video sản phẩm tiếp theo. Mọi người nhớ nhá, là ủng hộ cho em nút like và nhớ đăng ký kênh ở phía dưới với em các bác nhá.